Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị công bố quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc công nhận chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2018-2023. Các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiện toàn Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 và phân công điều động bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, đồng chí Vũ Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên khóa 9, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Tỉnh ủy viên, thôi giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, phân công điều động bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thời hạn 5 năm kể từ ngày 5 tháng 9 năm 2022. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Văn Thắng và đồng chí Nguyễn Tuấn Phong. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao kết quả công tác của hai đồng chí đảm nhiệm trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới sẽ cùng với tập thể cán bộ công chức viên chức hai đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Đặc biệt là trong xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân ngày càng vững mạnh, có nhiều đóng góp vào thực hiện nghị quyết 19 của Đảng bộ tỉnh, tiếp tục tham mưu đúng và trúng cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong xây dựng quy chế làm việc, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng Tỉnh ủy với các ban đảng của tỉnh, các đơn vị địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vũ Văn Thắng và đồng chí Nguyễn Tuấn Phong hứa sẽ không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ gương mẫu, tạo sự đoàn kết trong tập thể, nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp giúp đỡ của các ban đảng tỉnh, các sở ngành địa phương và đội ngũ cán bộ công chức viên chức hai đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.